Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Chuyện Ma Nhuần Kể. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước qua tới cái tập 96 rồi. Thì bạn nào mà có những cái câu chuyện ma, những cái câu chuyện tâm linh mà mình nghe ông bà, cha mẹ hoặc là anh chị mình kể lại, muốn cho Nhuần kể lại để mọi người cùng lắng nghe, thì có thể gửi qua cho mình qua cái số điện thoại hoặc là cái Gmail mình để ở trên màn hình đó nha. Và bây giờ nha, thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe cái tập chuyện của ngày hôm nay. Cái chuyện hôm nay á, thì nó nói về bùa ngải của người Tày mấy bạn. Cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay á, là cái câu chuyện do cái bạn này kể lại. Thì cái câu chuyện này nó diễn ra với người cậu thứ tư của cái bạn này. Thì mẹ của bạn Tuyết nè, là cái người Úc ở trong gia đình. Còn cái người mà xảy ra cái chuyện á, là cậu Tư. Thì bạn này cũng nghe người lớn trong nhà kể lại thôi. Tại vì cái chuyện này xảy ra cái lúc mà bạn chưa sinh ra đời nữa. Thì trong một cái lần đó là cậu Tư á, cũng có bạn bè đi chơi chung với nhau. Thì mới được cái người bạn của mình á, là mai mối giới thiệu, cũng như là thấy thằng này lớn rồi mà cũng còn đơn thân độc mã, thì cũng giới thiệu cho một cái chị kia rất là đẹp. Lúc đó cậu Tư á, thì cũng tầm 20 tuổi thôi à, kiểu như là mai mối và giới thiệu cho hai đứa nó quen nhau đó. Thì thấy cái chị kia cũng đẹp người đẹp nết, cho nên cậu Tư nè cũng tìm hiểu và chấp nhận quen nhau. Thì cái lúc đó là cũng đang tìm hiểu, nói chung là hồi xưa mà đâu phải dạng như bây giờ đâu, cũng như tìm hiểu nói chuyện qua lại thôi. Thì khi mà tìm hiểu á, cậu Tư mới biết á nha, là cái chị đó là đã có một cái người yêu rồi, mà cái anh người yêu á là thuộc dân tộc Tày mấy bạn. Thì khi mà cậu Tư cậu biết nha, là cái chị đó đó là rất là đẹp luôn. Do là quá trời đẹp đi, cho nên là quyết tâm đeo đuổi giành giật à, tại vì hai người kia cũng chưa cưới với nhau mà. Thì khi mà tìm hiểu qua lại, thì mặc dù á nha, là cậu Tư của cái bạn này nè là người đến sau, nhưng mà do cậu Tư á là một cái người nói chung là miệng lưỡi cũng rất là dẻo à, có những cái chiêu trò, những cái mánh khóe đồ làm cho cái cô này nè cũng rất là thích luôn. Mà hai người á là cũng là người kinh với nhau, nên rất là dễ, nói chung là nó có những cái quan niệm trùng lập, nó dễ có cảm tình với nhau nữa. Cho nên á là hai người này nhanh chóng có tình cảm với nhau đi. Còn đối với cái anh người Tày á, thì nói chung là anh đó thì cũng rất là hiền à, dễ thương và chân thật dữ lắm, thật thà nữa. Tuy nhiên á là do hai cái dân tộc nói chung là cũng khác cái bản sắc văn hóa mà, cho nên á là hai người cũng có nhiều cái không có thấu hiểu nhau đi. Một cái nữa, cái ông kia ổng chân chất thiệt, nhưng mà ổng hơi thẳng thắn, ổng hơi cọc chút xíu, không có được lãng mạn như cậu Tư của bạn này. Cho nên á, thành ra mấy bạn cũng biết rồi, nữ á thì người ta thích mật ngọt chết trùi mà. Cho nên á là cái cô á mới quyết định là cưới cậu Tư. Hồi xưa thì nhanh lắm mấy bạn à, quen là 3-4 tháng, 5-6 tháng là tính tới chuyện cưới hỏi rồi, chứ không phải là như bây giờ là quen 5-6 năm đâu. Thì cái cô kia mình gọi là Mợ Tư đi, cho nó dễ hết mấy bạn. Thì Mợ Tư mới kể lại nha, là hồi xưa mà lúc quen cái anh người Tày này nè, thì cũng có thường xuyên qua nhà anh đó chơi. Là mới biết á nha, là ở nhà của anh này cũng thờ cúng này nọ đồ, cũng có nghe những cái câu chuyện về bùa ngải bùa chú của những cái người này nè rất là nhiều. Cho nên cô này mới nói nha, thôi bây giờ anh là người đến sau, nhưng mà bây giờ anh chiếm được trái tim của em rồi, mình á thì không có làm gì sai, nhưng mình cũng nên né chút xíu đi. Mình làm đám cưới đám hỏi mình làm cũng nhẹ nhàng thôi, đừng có rình rang quá, để cho cái anh kia ảnh biết rồi nhiều khi ảnh buồn hai vợ chồng mình nữa. Cậu Tư lúc đó là còn trẻ mà cũng hăng máu vậy lắm à, anh không có tin mấy cái chuyện đó đâu. Nó mà làm gì là anh gặp nó là anh đập nó đó à, anh quýnh nó đó, chứ không phải là đơn giản đâu mà nó lơ tơ mơ với anh. Thì nói chung là cũng nghe Mợ Tư đi, cũng làm nhẹ nhàng nhỏ nhắn thôi chứ không có rình rang. Tuy nhiên á mấy bạn, hai người mà cưới nhau thì sao mà giấu được cho cả làng. Anh đó thì cũng ở gần đó chứ đâu có xa dữ lắm đâu. Thì khi mà cưới nhau một thời gian á, thì mọi chuyện cũng tới tai anh đó. Anh đó cũng biết được là hai người này đã cưới nhau rồi đó. Cho nên thành ra là cái anh dân tộc Tày này nè, ảnh mới ghi một cái lá thơ à, mà ảnh thì đâu có biết chữ tiếng Việt đâu. Ảnh mới nhờ một cái người khác để viết cái lá thơ đó ra, mới gửi để trước nhà của cái cô đó. Cái nội dung á là ghi với nha, là bây giờ thôi anh cũng đã lấy được cô ta rồi, thôi bây giờ thì tôi cũng không có muốn là hù làm gì à, tôi chỉ muốn mời anh á ra để mà uống một ly cà phê rồi mình nói chuyện với nhau. Thì khi mà cậu Tư của bạn này nè đọc được cái bức thư đó nha, là cũng cảm động, nói trời ơi ông này ổng cao cả, ổng dễ thương quá à, rồi cũng mới chấp nhận à, đi ra để mà uống cà phê rồi hẹn nói chuyện với nhau. Thì cái chầu cà phê đó nha là cậu Tư giấu, không có nói cho bất kỳ ai biết luôn, kể cả Mợ Tư cũng không biết cái vấn đề đó luôn nha mấy bạn. Thì sau khi mà uống cái ly cà phê đó, thì không biết là hai người nói chuyện gì với nhau. Thì khi mà đi về nha, là cậu Tư tự nhiên ổng đổ bệnh. Ông cậu Tư thời điểm đó nha, ổng là một cái người khỏe mạnh dữ lắm, cao cũng 1m6, 1m7, nói chung là cũng khỏe mạnh dữ lắm.
mà về chỉ có 2-3 tháng thôi mà sụt mấy chục ký. Bệnh đau liền liền luôn, ăn uống không có được gì hết. Ăn bao nhiêu là ói bấy nhiêu, ăn cháo cũng ói ra, ăn cái gì cũng không được. Xong rồi cũng đi thầy này thầy nọ, đi bệnh viện này bệnh viện nọ, nhưng mà vẫn không ra nha. Mà tới cái người thầy á, người ta vẫn không có biết được là cái nguyên nhân gì luôn. Nhưng mà họ mới đoán được á, là có thể anh này nè đã bị trúng bùa ngải gì rồi. Mà không có biết chính xác á, là của dân tộc nào, nhưng mà biết chắc á, là không phải là bùa từ người Kinh đâu. Thì dần dần là sức khỏe của cổ tư của bạn này nè, nó bắt đầu nó giảm sút từ từ đi. Cho đến một cái ngày hôm đó nha, là bạn nói tự nhiên cổ tư la làng quá trời luôn. Mà la kiểu mày đi đi, mày đi đi, à, mày đi ra đi, à, Nga là vợ tao mà. À, tại vì cái mợ tư á tên là Nga, Nga là vợ tao mà, hai vợ chồng tao cứ cưới hỏi đàng hoàng, mày đi ra đi, mày tránh khỏi ra tao đi, mày đi ra đi. À, Nga không phải của mày nữa, mà la hét sùm như vậy đó. Thì người nhà lúc này là cũng rất là sợ, mà la hét đập đồ đập đạc rất là nhiều luôn. Thì bất đắc chỉ á, người nhà cũng mắc chói cổ tư lại vô cái ghế, à, chói gần sau đó để cho đừng có quậy nữa, chứ mà đập đồ đập đạc một hồi thì hư đồ hết trơn. Thì khi mà chói vô như vậy nha, thì mới mời một cái người thầy lại. Thì cái ông thầy này cũng không phải là một ông thầy cao tay gì hết trơn á, mà ông thầy phán ở trong xóm thôi. Tại vì bây giờ gấp gáp quá, đâu có biết cầu cứu ai, mới kêu đại. Thì ông thầy ổng cũng qua, ổng cũng thắp nhang lên, ổng làm bùa làm chú, xong rồi ổng phun mấy cái nước đó vô người cậu Tư đi. Nhưng mà lạ một cái á, là khi mà phun vô như vậy thì cậu Tư mới bình tĩnh lại như vậy. Xong rồi nha, là cậu Tư mới kể một cái câu chuyện. Thì kể xong câu chuyện này á, là cậu Tư tắt thở luôn mấy bạn. Cậu Tư mới thú nhận á nha, là hồi xưa là cậu Tư đã đi cà phê với cái anh đó. Cậu Tư nói nha, khi mà đi về thì cậu Tư cảm nhận được là trong lòng, trong bụng của mình á, có một cái con gì mà nó bò trong bụng mình như con dòi, con lãi gì vậy đó. Nó rất là ngứa, nó rất là khó chịu. Mà ăn cái gì vô trong bụng nha, là nó cứ dội ngược lại, nó hoành hành, nó khó chịu vậy lắm, làm phải ói ra trơn à, không có chịu nổi. Mà vừa kể vừa thì thào vậy đó nha. À, cậu Tư nói nha, là không có cái đêm nào mà ngủ yên hết trơn á. Cứ mỗi tối nha, mà nằm ngủ như vậy là gặp rất là nhiều những cái người. Mà những cái người này nè, à, mặc những cái bộ đồ nó giống như là áo dài vậy đó. Nhưng mà nó không phải là áo dài, bởi vì nó có một cái đai ở ngay cái bụng. À, nhưng mà nó đủ màu lắm, nó nhiều màu sắc dữ lắm. Thì cái cách mà cậu Tư kể á, là nó tựa tựa như là cái trang phục truyền thống của dân tộc Tày vậy đó nha. Y chang như cái lời cậu Tư diễn tả luôn. Thì những người đó nha, người ta mới có cái giấc mơ là khuyên ngăn cậu Tư á nha, là bây giờ thôi, trả vợ lại cho con, cho em của tôi đi. Mà cũng có những đêm nha, là đánh đập cậu Tư. Thì trong giấc mơ nha, nhiều khi là bị treo lên trên cây rồi đánh đập đầy nọ đồ dữ dằn lắm. Mà mỗi lần tỉnh giấc nha, là người ngợm ghim mà đau mà mệt mỏi dữ lắm. Nhưng mà cậu Tư sợ quá, sợ mọi người trong nhà lo nữa, không có dám kể lại cho mọi người. Tại vì cậu Tư biết á nha, khi mà kể lại rồi thì vợ cậu Tư á, lúc này nè, là chắc chắn là sẽ phải hy sinh, à, sẽ bỏ cậu Tư để mà đi theo cái người đó, để mà cho cậu Tư được bình an, được sức khỏe trở lại. Cho nên cậu Tư dứt khoát là không có chịu kể lại, một mình là chịu đựng luôn như vậy đó. Thì khi mà kể lại câu chuyện như vậy nha, thì cả nhà ai cũng rất là uất hận, mà vừa sợ nữa. Tại vì chơi bùa tới nỗi mà đi rất là nhiều thầy mà người ta coi không ra, là biết cái bùa đó nó mạnh cỡ nào rồi. Vừa sợ mà vừa tức rất là nhiều luôn. À, xong rồi cũng xót thương cho cậu Tư khóc lóc rất là nhiều luôn. Thì mợ Tư lúc này cũng nói nha, là thôi bây giờ á, là mình ký cái đơn ly dị đi. À, cái đó là ở trên thủ tục giấy tờ thôi, chứ mình còn thương nhau á, là được mà anh. À, anh để mà em về bên đó 5-7 năm vậy đi. À, để khi mà mọi chuyện họ chán em, à, họ trả em về thì em sẽ quay lại với anh. Nói chung mà cũng khuyên rất là nhiều, nhưng mà cậu Tư không chịu mấy bạn. À, cậu Tư nói bây giờ là chết chắc rồi, không có còn đường nào mà cứu nữa trơn á. À, thôi bây giờ em á, là sống là làm vợ của anh, thì anh chết á, là em cũng phải làm vợ của anh. Ý cậu Tư là vậy đó nha. Thì khi mà chăn chói xong hết á, là cậu Tư là ngã ra là tắt thở luôn. Thì cái chuyện này nè, những tưởng nha là nó đã dừng lại rồi, nhưng mà nó chưa đâu mấy bạn. Khi cậu Tư tắt thở nha, thì những cái người đàn bà phụ nữ á, là người ta đi ra ngoài hết, để những cái người đàn ông á, để cho cậu Tư nằm xuống chuẩn bị tắm liệm rồi tắm rửa đâu đó. Xong rồi là cũng xé hết quần áo ra để mà chùi rửa, tắm rửa đâu, mặc một cái bộ đồ quan vô để mà đưa vô quan tài đi. Thì trong cái lúc mà tắm rửa như vậy nha, là cậu ba là anh ruột của cậu Tư, thì cậu ba là cũng như là tắm cho em mình vậy đó. Thì xối nước tới đâu thì cũng lấy tay kỳ chà những cái vết dơ đó. Thì đang kỳ kỳ như vậy nha, là cậu ba cậu nói nha, đang kỳ kỳ tới cái phần hông ở dưới, ở ngay cái bản sườn mình này nè, à, ngay cái bản sườn của mình đó.
Thì đang kỳ kỳ như vậy đó nha, là bắt đầu tự nhiên cậu ba mới dừng lại. Cậu ba mới lấy cái tay gờ gờ vô. À, tại vì cậu ba thấy nha, là có một cái gì đó nó nhúc nhích ở bên trong cái ba sườn á, cũng như là có cái con gì nó đang bò ở trong đó vậy đó. Cậu ba mới thấy kỳ quá. Xong rồi cậu mới đi ra đằng sau nhà lấy một cái lưỡi lam nha. Cậu ba mới rọc nhẹ cái ba sườn của cậu Tư ra, thì mười mấy cái con sâu lông, con nào con nấy nha, nó bự như cái ngón tay cái của mình vậy đó, mà nó dài cái gang tay vậy nè, mà sâu lông mà nó đen kịnh nè, trên người á nó dính toàn là máu không, nhìn ghê cực kỳ luôn. Là nó bò lúc nhúc lúc nhúc nha. Trời ơi, cậu ba là cái người mà kiểu như là cứng cửa, bình thường á là cũng vững tâm dữ lắm rồi, mà nhìn mà còn nổi da gà còn sợ đó. Rồi những cái đứa nhỏ mà lớp cháu mà con cậu ba mà mấy đứa nhỏ nhỏ đó, trời ơi là nó sợ cực kỳ luôn, nó chạy đi ói hết trơn luôn đó. Nó la làng la xóm quá trời luôn. Xong rồi cậu ba cũng bình tĩnh, mới ép ép vô trong cái lồng ngực của cậu Tư á, để coi coi là ở trong nó còn cái gì không. Thì ép một hồi là không còn con nào hết, thì cũng lấy kim chỉ mai lại cái vết đó. Xong rồi mới đem những cái con đó bỏ vô một cái xô, xong rồi cũng châm dầu rồi đốt nó đi, tại vì đâu có dám dục bậy mấy bạn. Xong rồi mới lấy dầu hôi đốt bỏ hết. Xong rồi thì mới khẩm liệm. Thì cái đám tang nó cũng lặng lẽ trôi qua, và cũng không có một ai đi trả thù hay là cái gì hết, tại vì đó là cái lời chăn trối của cậu Tư. Tại vì cậu Tư cũng lo lắng, người ta là người ta như vậy. Thì người nhà lúc này nha, là cũng tức, cũng lo lắng vậy lắm, tại vì cũng biết được cái người mà hại em mình, hại chồng của mình, nhưng mà không có làm được cái gì hết. Nhưng mà rồi thì một khoảng thời gian sau, thì người ta mới nghe theo phong phanh, người ta mới tới nhà của gia đình, người ta mới nói nha, là ở trên đó đó, cái thằng mà bỏ bùa, bỏ ngải ông cậu Tư nha, là nó cũng đang điên điên khùng khùng ở trên đó rồi. Thì người nhà lúc này là cũng nghe, nhưng mà không một ai dám đi lên trên đó coi hết trơn á. Mặc dù á nha, là từ nhà cậu Tư mà đi tới cái làng của cái người tày đó là cách khoảng mười mười mấy cây số thôi, chứ không có xa dữ lắm. Người ta thì ở trong một cái xóm nhỏ thôi, toàn bộ thông tin là do những cái người thương nhân người ta buôn bán tới lui á, là người ta cung cấp thôi. Tại vì người nhà thì cũng không ai dám mà tới lui trên đó hết trơn á. Thì khi mà người ta nghe xuống thì người ta cũng kể lại như vậy. Thì người ta mới nói nha, là cái ông dân tộc tày đó bây giờ là ổng điên điên khùng khùng. Ổng hay đi ra ngoài đường, ổng ở trần, ở chuồng, rồi ổng tự quýnh ảnh, ổng chạy, ổng la làng, la xóm, đủ thứ hết trơn vậy đó. Ổng nói nha, là hình như có một cái người nào đó mà đang đánh đuổi ổng, mà đập ổng rất là nhiều. Thì khi mà hỏi ra nha, thì mới biết cái tên đó là cái tên cúng cơm của cậu Tư, của cái bạn này. Đó. Thì cái người thanh niên đó cứ chạy cứ la mà, ông đó ông quýnh vậy đó. Mà vừa chạy mà vừa chửi nói nha, ai biểu mày cướp vợ của tao. Thì lúc đó cả nhà mới ngờ ngỡ đón ra là cái vong hồn của cậu Tư đang đi theo mà ám cái anh thanh niên, cái anh người tày đó. Mà lúc này người nhà thì mặc dù nghe tin nhưng mà cũng không có dám ai mà đi lên coi hết trơn á. Thì cũng sợ là người nhà của anh đã biết là cái vong hồn của anh này đi theo ám con tao, xong rồi hại lại gia đình ở dưới đây nữa, tại vì người ta cũng đâu có biết được, cho nên là cũng rất là sợ. Thì tới hiện tại bây giờ thì cái người thanh niên đó cũng mất cách đây là tầm mười mấy năm rồi, nhưng mà tới hiện tại nha, thì gia đình vẫn luôn biết về cái câu chuyện đó thôi. Thì đó là một cái câu chuyện nói về bùa ngải của dân tộc người Tày mấy bạn. Thì khi mà mình nghe xong câu chuyện này nè, mình cũng không có nên suy nghĩ là người dân tộc Tày người ta có bùa người ta hại như vậy, là không phải nha, không phải người ta xấu tính vậy đâu. Thì đối với ai cũng vậy mấy bạn, đối với người mình cũng vậy, hay là người dân tộc người ta cũng vậy. Thì mỗi một dân tộc mấy bạn thì đều có một cái tín ngưỡng, như người Kinh mình nhiều khi là cũng đi coi bùa coi bói, cũng mê tín dị đoan. Thì dân tộc người ta cũng có bùa ngải như vậy. Thì cái bùa đó nó không phải là quá xấu mấy bạn, nó xấu hay không là do ở cái người mà sử dụng nó thôi. Cũng như cái anh thanh niên này nè, có thể là vì ảnh là cái người đang quen cái cô này, mà tự nhiên bây giờ cái anh này ảnh tới, xong rồi ảnh cướp cái người yêu của ảnh đi, thì ảnh do là ảnh yêu đương mù quáng đó, cho nên ảnh mới suy nghĩ, ảnh mới có những cái hành động như vậy thôi. Câu chuyện này là do một cái bạn này đã kể lại. Cái năm đó là bạn tầm khoảng 8-9 tuổi gì đó thôi, thì cái lúc đó cũng còn nhỏ. Nói chung là cũng nghe những cái người trong xóm á nha, cũng có kể về ma quỷ này nọ đồ, nói chung là cũng sợ vậy lắm nha. Thì cái thời điểm đó nha, là đa số những cái người ở trong xóm của bạn, đa số là đi làm việc hết trơn, thanh niên trai tráng đâu á, phần lớn là đi làm hết trơn. Thì còn lại trong xóm lúc này là phụ nữ hoặc là những cái người lớn tuổi thôi, hoặc là mấy đứa nhỏ. Thì đa số cái công việc của người ở dân khu vực bạn á là cạo mũ cao su. Tại vì quê của bạn là rất là nhiều vườn cao su, đa số công việc chính là cạo mũ cao su thôi.
thì ở nhà bạn cũng nghe những cái người lớn người ta kể những cái câu chuyện ma lại đó, ma lon rồi ma vú dài rồi này nọ các kiểu đủ thứ hết trơn, thì nghe cũng sợ dữ lắm nha. Nhưng mà cái lúc mà bạn 8-9 tuổi á, tại vì lúc đó nói chung là cũng còn nhỏ dữ lắm, nhưng mà là do lúc đó là nhà cũng khó khăn mấy bạn, là lúc đó là gia đình cũng đã cho đi làm rồi, đi làm chung với mẹ với cô với dì đồ đó. Thì mới đầu thì nghe kể ma đồ nhiều cũng sợ dữ lắm, mà đi ban đêm ban hôm không à, chứ không phải đi buổi sáng đâu, thì cũng sợ dữ lắm. Nhưng mà rồi kiểu như là đi ghiết rồi á, ghiết rồi cũng quen mấy bạn, cho nên thấy trời ma cỏ nghe kể thôi, chứ vô vườn cao su hoài cũng đâu có thấy cái gì đâu. Mà khi mà đi cạo vườn cao su á mấy bạn, đâu phải là đứng chùm rồi cạo chung đâu, phải tách ra mỗi người một khu một chỗ vậy đó, rồi cạo. Mà cạo lúc ban đêm không à, vắng vẻ đồ dữ lắm. Thì cái lúc đó là dần dần là bạn không có sợ nữa, tại vì thấy bình thường rồi. Sau đó là gan dạ lên. Thì cái con đường mà từ nhà bạn lại tới cái vườn cao su á, thì bạn nói là có đi ngang một cái bãi rác. Thì cái bãi rác này hầu như á nha, là nguyên cả một cái xã ở cái khu của bạn á, là đều dục gác ở đây hết. Thì cứ khoảng tầm 1-2 tuần gì đó thì mới có một cái xe gác tới hốt một lần, chứ không phải là hốt hàng ngày nha. Thì kế bên bãi gác đó là nó có một cái vườn mướp mấy bạn. Cái vườn mướp này á, thì của cái ông chủ của bãi gác đó, ổng mới làm một cái vườn mướp, ổng căng da cây lên vậy đó nha. Thì cái hôm đó là lúc này là bạn cũng gan rồi, bạn đâu có sợ gì nữa đâu, đi vườn cao su ghiết quen rồi, đâu có sợ ma cỏ gì nữa. Cho nên á, là cái hôm đó bạn đi làm có một mình thôi. Thì lúc mà bạn đi về nha, là tầm khoảng 9-10 giờ tối thì bạn mới đi ngang cái bãi rác đó. Thì tự nhiên bạn nhìn vô vườn mướp là bạn thấy có mấy cái trái mướp nó bự rồi, mà mấy đứa con nít mà chuyên gia ăn cắp giặt. Mà mấy lần trước thì bạn này cũng hay ăn cắp mướp rồi, cũng đem về cho mẹ nấu canh xào đồ này nọ đó nha. Thì cái ngày hôm nay trứng nào tật nấy, thấy mấy cái dây mướp rồi nè, nó đã ok rồi, có trái to to rồi, ăn được rồi, cũng nhào vô. Thì xong rồi bạn mới lợi đó bạn bẻ đi. Thì khi mà bạn bẻ được cái trái mướp xong nha, bạn cũng lận vô trong áo giấu mà. Xong rồi bạn mới nghe thấy một cái tiếng con vịt nó kêu cạp 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 vậy đó nha. Lúc này là 4-5 con gì đó, mà tại vì vịt nó đi theo bầy mà nó đâu có đi một con mình đâu, nghe cạp 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 mà kêu một 4-5 con kêu vậy đó nha. Mới nghĩ trong lòng, trời ơi, không lẽ bây giờ ông Tám ổng nuôi thêm vịt nữa hả trời, hay là vớt luôn con vịt, chuyến này về mà vịt kho xả là ăn cũng bá cháy rồi, nghĩ vậy đó nha. Mà thời điểm đó là nghèo khổ lắm mấy bạn, đâu phải lúc nào cũng được ăn vịt ăn gà đâu. Trời ơi, nhiều khi là đám cổ đám quải mới có được ăn vịt gà thôi, chứ ngày bình thường là làm sao mà được ăn. Thì lỡ sẵn tiếng là ăn cắp rồi, cho nên liều nhào lại ăn cắp luôn con vịt luôn. Thì khi quay qua nha, là bạn thấy nguyên một cái đàn vịt nó trắng phiêu 4-5 con nó trắng nõn nà mà đang xếp hàng nó đi vậy đó, đi vòng vòng bãi rác vậy đó nha. Thì cái thời điểm đó là bạn bắt gà bắt vịt là nó quen tay luôn rồi. Xong rồi mới đi từ từ phía sau nha, cũng xong rồi nhào lên dồ một con. Thì khi mà bạn vừa chụp con vịt xong nha, thì bạn chụp nó giục. Thì khi mà chụp giục á, thì mấy con vịt mấy bạn cũng biết rồi, chụp giục một cái là nó chạy tá lả tùm lum hết trơn. Mà lạ một cái nha, là con vịt này nè, bạn chụp giục mà nó đứng im, mà nó lại không chạy, nó đứng im, nó đứng ngoảy ngoảy, nó cũng đi bình thường vậy đó, kiểu như là nó đợi cho bạn lại chụp nó vậy đó. Xong rồi mới bỏ trái mớp ra, nhào lại chụp một cái nữa, thì vẫn chụp hột tiếp. Bạn nói nha, bạn chụp cho nó là 5-7 lần vậy đó mà vẫn hột. Mà người mình mẩy thì chụp vô bãi gác mà, nhào lại chụp mà, mình mẩy dơ hầy dơ hội hết trơn, tại vì gác xung quanh nó hôi gình nè. 5-7 lần chụp không được, trời tức quá trời tức. Ủa gì kỳ vậy trời, bây giờ á là đi vòng vòng để kiếm cục đá chọi cho nó bể đầu nó, rồi xong rồi nắm đầu nó đeo về. Chứ không thôi mà để chụp gì mà nó hồi nó kêu cập cập cạp vậy nữa, hồi là ông Tám ông ra là ông thấy nữa là chết nữa. Xong rồi cũng quay qua quay lại kiếm được cục đá cỡ cụm tay vậy nè nha, cỡ cụm tay vậy nè, chuẩn bị là liền vô cái đầu nó đó. Thì bạn cũng nhìn giáo giác rồi nữa nha. Thì mấy con vịt nó cũng đi ổng mẹo vậy đó, cũng kêu cạp 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 cạp. Thì bắt đầu bạn mới cầm cái cục đá bạn canh, canh chọi cho nó chính xác mà. Thì khi mà bạn vừa giơ cục đá lên, bạn mới dòm dòm bạn chọi nha. Thì tự nhiên bạn thấy một cái khung cảnh mà bạn nói nha, là cái khung cảnh khiếp vía luôn. Tại vì năm con vịt á, nó xếp hàng nó đi từ từ nha. Xong rồi nó mới đi vô bên trong một cái mộ. Mà mấy bạn biết rồi,
cái bia mộ ngày xưa nha, là nó thường là cắm ở dưới đất, chứ đâu phải là mộ mà bằng đá bây giờ đâu. Cái bia nằm ở trên đâu. Những cái ngôi mộ của những người ngày xưa là người ta mới cắm xuống đất, à, cái mộ bằng đất tròn lên, cắm cái bia mộ thẳng xuống đất luôn. Thì ngay cái lúc đó nha, là năm con vịt nó mới đi thẳng vô trong cái bia mộ luôn, à, nó đi xuyên vô trong cái bia mộ luôn, à, ghê vậy đó. Trời, lúc này nha, bạn cầm cái cục đá chuẩn bị chọi á, mà đứng hình luôn. Đứng hình luôn, kiểu như đứng hình mất 5 giây vậy đó. Trời, không có nhúc nhích gì được, đứng đơ ra, bắt đầu nha, mới sợ. Lúc này là liền cục đá rồi mới chạy chói chết luôn. Nhắm mắt nhắm mũi chạy mà té tới té lui chạy, tao nói hụt hột luôn. Mà về tới nhà nha, quần áo thì rách rứa tùm lum hết trơn. Chạy nhiều khi té nha, nó chạy da luôn, gớm máu chảy máu luôn. Nhưng mà vẫn không có hay luôn, cứ nhắm mắt chạy về thôi. Về tới nhà thì mình mẩy thì dơ hời dơ hội, đồ đạc thì gách tùm lum hết trơn. Thì cũng bị mẹ la mẹ chửi quá trời luôn. Xong rồi cũng kể cho mẹ nghe. Nhưng mà khi mà kể nghe xong thì má không có tin nha, mẹ không có tin. Kiểu như là hồi xưa giờ đi cạo mũ cao su, đi ngang cái khu đó biết bao nhiêu lần rồi, làm gì mà có gặp mấy cái chuyện đó đâu. Bây giờ bạn kể là mẹ bạn không có tin, nghĩ bà kiểu như là bạn nói vậy thôi, bạn chế vậy thôi, hay là